quang vui chơi mua sắm tại hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Hồng Tứ Kiên năm 2022. Hội chợ tổ chức tại quảng trường Nguyễn Văn Hưng, thành phố Tứ Kiên, diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 17 tháng 11. Hội chợ với quy mô trên 200 gian hàng đến từ khắp các tỉnh thành, cùng hàng ngàn mặt hàng đa dạng về toàn thể dân tập trung về quảng trường Nguyễn Văn Hưng, thành phố Tứ Kiên. Ta đi hết rồi là anh đi đi ra nơi kia. Cho trong nhà vệ sinh đóng thêm lắm, trước tiên nó thêm cửa thêm nhà. Công ty chuẩn này. Anh chờ ơi.
ông cuội Thái Lan.
quan phát triển từ mới và phát triển của ba nước nhóm ba trên dây chuyền hiện đại, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, nhưng vẫn giữ được hương vị thiên nhiên của trường. Chương trình tri ân của chúng tôi trân trọng kính mời. Hai cô nhân viên rất là xinh. Mình có chuyên nghiệp đây rồi. Chuyển bán buôn bán lẻ. Cô nhìn thấy cái máy quay tay thấy thích lắm. Dạ. Cô trước có cái máy đến giờ cô học được. Vâng. Chứ cô đi đâu cô mà sợ chỗ ảnh chuyển nghiệp thì cô thích cái máy quay. Chú cô làm ở đâu? Cô ở Thái Bình trước. À Thái Bình. Bây giờ quay tâm ra Thái Bình nhưng mà sau rồi hết thời rồi giờ cô sang cái này. Vâng. Anh đam mê làm gì cô đam mê. Vâng. Phố Hiến này, Phố Hiến đây này, đây, tinh hoa Phố Hiến đấy, một ong long nhãn này. Đi với mình à? Đi thua anh. À thế à? Trời phết đi. Cung cấp giải pháp, chuyển đổi cho doanh nghiệp, công nghệ, cho buôn. Nào. Ý chủ tịch hay mà đây ạ. Mật ong long nhãn. Không chưa nhìn thấy ông bạn bán mật ong ở đây. Đấy. Không biết người chuyện là tác phẩm nghệ thuật quá đẹp.
đẹp quá, toàn hàng tinh xảo. Làm bằng vật liệu bên đây xong. Bàn học, chống vù, trẻ em. Hàng là hàng cao cấp đấy. Công thương tỉnh Ninh Bình, trung tâm. Có đèn là sáng đấy. Đèn này mới sáng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải, nước mắm Cát Hải tinh túy tự nhiên. Anh chị cách nào đấy? Cách nào đấy? Tối về làm ngay. Chơi thôi, làm chơi. Có 8 kênh. 8 kênh được. 8 kênh. Kênh nhiều nhất được 300 lượt. Kênh đủ view đủ like rồi, lâu rồi. Linh lương rồi. Linh lương rồi, có tiền rồi. Chào nhé. Cảm ơn anh nhé. Mật ong Long Nhãn Phú Hiến đây này. Hưng Yên phải lên Hưng Yên thật nhiều vào nó mới có giá trị. Sản phẩm Orangey không chứa hóa chất độc hại, làm sạch vết bẩn cứng đầu, xua đuổi côn trùng hữu hiệu, diệt khuẩn tối ưu, phủ kháng khuẩn rộng. Đặc biệt sản phẩm không hại da tay, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từ người già lão đến trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai, từ người khỏe mạnh đến người có bệnh, sản phẩm không hóa chất. Ra mắt người tiêu dùng Việt Nam từ tháng 10 năm 2017 đến nay, bộ sản phẩm Orangey đã có mặt khắp toàn quốc với 13 sản phẩm các loại, trở thành người bạn thân thiết của mọi nhà, là thành viên không thể thiếu được của hàng triệu gia đình Việt Nam. Khách đã hạnh phúc của em mà được anh quay đấy. Bộ Orangey không kệ đâu, nó là quảng cáo. Sản phẩm nông sản Orangey với hương xạ chanh thân thiết, anh ở bên hương quế ấm nồng, kết hợp với mọi chất liệu gạch men, đá, nhựa, gỗ, xua đuổi kiến, rán, ruồi, muỗi. Như này là ví dụ như anh đứng anh chơi với em là ngày mai cả cái tỉnh này hội trợ người ta biết tôi là người ta nào với em. Cảm ơn rất nhiều. Tiết kiệm nước và thời gian, sinh hoạt nano bạc của em đấy. Trên mặt do một bạn là bạn sức khỏe tiến sĩ và bạn đi nghiên cứu dung dịch nano bạc. Đây là sản phẩm hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục hậu quả sau mùa lũ, đem lại cảm giác bình an. Có nhiều kích thước cho bạn lựa chọn, từ 100ml, 1L, 38 đến 20L, giá cả phải chăng. Thứ hai là nó giúp sạch được cả sản phẩm long chủy toilet hương xả chanh, dung tích đến 700ml, có thể biến được vệ sinh thành nơi thư giãn, là nữ em xăm sinh của Orangey lau xả. 3. Sản phẩm đuổi muỗi Orangey
với loại 250ml và 600ml cùng hương xả chân đặc trưng. Bạn có thể xịt trực tiếp vào quần, áo, chân, màng và gối, dệt nệm. Sản phẩm xua đuổi côn trùng, mũi, giá, kiến có thể cho cây cảnh diệt bọ. Thấy đẹp không? 4. Sản phẩm 3 năm bền gì có tác dụng làm sạch đồ gia dụng với mọi chất liệu, kim loại, kính, đá, nhựa, gỗ. Có tác dụng khử mùi, tẩy uế, đuổi côn trùng, diệt nấm mốc, sát khuẩn, đem lại không gian thơm mát cho cả gia đình. Với nhiều mùi hương khác nhau, ba năm dầu này còn có cả dung dịch nano nữa. Khi anh cho treo xe, nhưng nó giúp khử khuẩn cho xe rất là tốt. Đa năm quế 600ml làm ấm lại những ngày đông giá, khử bay mùi hải sản, thích hợp với bàn ăn, góc bếp, tủ lạnh, làm thơm phòng ngủ, phòng khác. Đa năm bạc hà băng tuyết. Thời để các tỉnh thành phố, 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 để các t
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đạo Phật gia truyền ra các nền chi tiết.